Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 11, công ty công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc tiến hành các bước để nổ mìn, phục vụ một số doanh nghiệp khai thác quặng apatit tại khai trường số 24, xã Quảng Kim, huyện Bát Sát. Tuy nhiên, cho rằng việc nổ mìn quá gần khu dân cư và các công trình công cộng phục vụ dân sinh, người dân thôn An Thành, xã Quảng Kim đã tập trung phản đối việc nổ mìn của đơn vị khai thác. Theo bà con nhân dân thôn An Thành cho biết thì trước đó vào ngày 4 tháng 11, đơn vị thực hiện nổ mìn phục vụ khai thác quặng apatit là công ty công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc đã có thông báo số 900 về việc quy định thời gian và tín hiệu nổ mìn cho một số hộ dân xung quanh khai trường. Tuy nhiên, theo thông báo này thì hồ sơ nổ mìn khai thác quặng apatit là tại thôn Làng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà việc nổ mìn lại được tiến hành tại thôn An Thành, xã Quang Kim, cách xa vị trí đăng ký cả cây số. Thông báo này là thông báo nổ ở thôn Làng Quang, chứ đây là thôn An Thành. Thế thì chúng tôi nhận cái thông báo này, tôi bảo cho nên nổ Làng Quang, cho nên bây giờ này nổ mìn đây thì cái đó về 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 địa chỉ này các anh đã úp mở trong cái việc này, tôi cho nào sai hoàn toàn. Tôi cho rằng là nếu nổ mìn ở đây là ảnh hưởng đến người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ một số cái khoảng độ 50 hộ của cái khu vực người dân gần cái chỗ bãi nổ mìn này, đặc biệt là cái đường đi này nhá. Thứ hai là cái kè mà nhà nước vừa làm cho chống lũ cho người dân này, hàng bao nhiêu tỷ này. Đây là lần đầu tiên công ty hóa chất mỏ Tây Bắc tiến hành việc nổ mìn phục vụ khai thác quặng tại khai trường này. Ngay trước đó, công ty đã cử cán bộ xuống tiến hành việc khảo sát đo đạc khoảng cách giữa điểm nổ mìn với khu vực dân cư và đường liên xã Quang Kim, Cốc Sa. Người dân nơi đây cho biết khoảng cách này khá gần với khu dân cư nên cơ bản bà con trong thôn đều phản đối. Hiện mong muốn lớn nhất của bà con là doanh nghiệp được giao khai thác quặng chỉ được thực hiện bằng các phương tiện hiện đại, không được sử dụng mìn trong khai thác để đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như các công trình dân sinh. Tôi đã rất lo là ảnh hưởng con đường, không có con đường đi. Và người dân nhà nó sẽ lất đổ bờ kè nữa. Đấy, nên là tôi yêu cầu chức năng vào làm việc. Tôi yêu cầu công ty Tây Bắc không được đổ mìn nữa. Thì người dân vẫn là ủng hộ cho làm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quang Kim thì hiện nay mới chỉ nhận được công văn của công ty hóa chất mỏ Tây Bắc về việc sẽ tổ chức nổ mìn tại khu vực khai thác mỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lan Anh. Tuy nhiên, phương án đảm bảo an toàn thì chưa được đơn vị đưa ra. Thực tế thì trong cái hồ sơ chúng tôi được nắm được ấy, thì trong hồ sơ toàn bộ ghi là thông tin là tại thôn Làng Quang, xã Quang Kim. Và chúng tôi cũng đã có những ý kiến phản hồi với các cơ quan chức năng đề nghị điều chỉnh lại cái tên của địa điểm khai thác. Vì là hiện tại thì địa điểm của thôn Làng Quang thì cách đây khoảng gần một cây số. Đấy, nó thì thôn Làng Quang không liên quan gì đến cái tại cái khu vực khai thác tại địa khu vực này. Cái việc tổ chức khai thác, tổ chức nổ mìn tại một điểm đó là nó chưa có sự đồng nhất giữa văn bản và thực tế. Thì cái này cũng là cái mà căn cứ mà để nhân dân có những ý kiến thắc mắc và đề nghị công ty rồi các cấp có liên quan phải có cái ý kiến trả lời đối với người dân. Trước sự phản ứng của nhân dân, việc thực hiện nổ mìn tại khu vực trên đã bị dừng lại. Tuy nhiên, để việc khai thác quặng không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân thì cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Trong đó, cần đánh giá cụ thể tác động của việc nổ mìn đối với đời sống người dân và môi trường. Thank you.